Sinh nhật 18 tuổi lần thứ 6 của tôi như thế nào? Thế là mọi người chúng canh đây. Thế là cũng làm vợ ông xanh ngon ngét một tháng rồi. Nay đến dịp sinh nhật chả cần quà, chỉ xin ổng cho xăm thêm một hình làm kỷ niệm thôi. Gì chứ ra đường cứ là phải xinh cái đã. Em máy uốn tóc này tôi múc của nhà Simi, nhỏ gọn lại tự động uốn, khá là tiện. Em nó có 4 chế độ phù hợp với nhiều loại tóc, à mà chất liệu còn cách nhiệt nữa, nên chị em hậu động như tôi khỏi lo. Khác với mấy dòng máy rẻ tiền dễ trôi nếp thì em này xịn hơn hẳn. Lớp phủ protein và men gốm giúp tóc không bị hư tổn khi uốn. Nói chung tiền nào của nấy, cứ quất lấy một em chất lượng theo khi để xài được chục năm. Xong xuôi rồi thì triển khai thôi. Đúng dịp sinh nhật tôi quyết định làm quả rồng phượng kín lưng cho nó chiến. Đùa tí. Gì chứ trước khi đi tôi cũng nhờ thiết kế sẵn rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nghe bảo cái này là 2 tiếng. Cái gì 2 tiếng ấy? Ngoài 20 phút à? Không. B-boy. B-boy. Vẫn như lần đầu thì tôi thấy kiến cắn tí thôi chứ chả đau. Tôi là tôi cứ bị thích mấy hình màu mẻ hoa lá. Như bé này là con mèo tuổi của tôi. Tôi thì hoa hướng dương nữa. Tiện làm thêm hình mới thì tôi cũng dặm lại 2 hình cũ. Cũng gần 1 năm rồi còn gì nữa. Lầu phết đây nè. Cưng xỉu luôn. Lại có thêm một kỷ niệm nữa theo tôi đến hết cuộc đời. Hay là làm thêm hình nữa ta. Buồn cười nãy xăm nằm vạ vật. Tôi thì đi xe máy úp nguyên cái nồi cơm điện. Tóc vẫn giữ nếp nguyên si như chưa hề có cuộc chia ly. Đỉnh chưa? Rồi đi về. Đi về cho mẹ. Em gọi lúc nào? Em gọi lúc nào?